Hai, xin mến chào quý cô chú, anh chị và quý vị các bạn. Hiện tại là vợ chồng em đang có mặt ở trước chợ Kim Biên. Đây là một ngôi chợ tử thần, bán là khá là nhiều đồ hóa chất ở tại Sài Gòn. Thì hôm nay xin mời quý cô chú, anh chị cùng song hành với gia đình nhỏ tụi em. Mình sẽ khám phá chợ Kim Biên xem coi bán những cái mặt hàng gì ha, có gì đặc biệt hay không. Thì hiện tại là em đang có mặt ở trên đường Hải Hượng Lãng Ông. Thì đây là mặt trước của chợ Kim Biên. Còn những cái đường xung quanh, đường phía trước đó là đường Vạn Tượng. Ở đây thì thuộc là phường 13, quận 5. Đi thôi. Sáng nay ở Sài Gòn thời tiết khá là nắng. Vậy là cuối cùng với ai? Với hai đứa bạn dạ, hai người bạn thân. Dạ. Một hai. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn cô chú nhiều. Rồi, sáng nay bà con chưa mở cửa hết đó nè. Đúng rồi. Con vui vẻ quá ha, sáng vui vẻ quá. Bây giờ phía trước này thì bán đèn pin rồi, máy tính, mấy quạt với quạt mini rồi. Đúng rồi. Ồ, ở đây đóng cửa cũng khách khá ha. Bây giờ là 7:40 sáng rồi quý cô chú anh chị. Thì chỉ có một số cửa hàng người ta mở cửa, còn khá là nhiều các gian hàng chưa mở cửa buổi sáng. Nãy em thấy bên kia có quá chất mà em chưa quay được á. Anh thấy không? Mình thấy, mình đang để ý cái cô đang cúng gì bà nó rõ bên á. Dạ, bây giờ phía trước này bán đồ ngủ rồi nè. Bán đây nè. Các cây gian hàng quá chất hiện tại rất là nhiều. Bán mấy loại làm chân trâu rồi bột rồi ấy rồi này nọ. Bán cái hương này hương nọ đó. Đó, hương liệu rồi đó. Nhưng mà đa phần mấy cái này không tốt cho sức khỏe hơn. Trước đây có đường quẹo để coi đường gì nha. Đường này là đường Phan Văn Khỏe. Phan Văn Khỏe nè. Mình đi sao mình bo quá ha. Đây có quán ăn sáng. Chưa có mở nói chung là mở tiệm hết đó đó. Đúng rồi. Tại vì người ta chủ yếu người ta bán đồ án, người ta bán suốt ngày mà. Phải như rau cá đâu. Thì, trước này thì bán thịt cao. Ừ, trước này bán lứa rồi quá trời quá chất luôn đó nè. Hello. Quay quá có nhớ đưa lên mạng. Dạ đưa anh luôn. Dạ kênh em là Khám Phá Vĩnh Long. Hả? Dạ. Vĩnh Long lên quay. Trời quay nhớ đưa lên TV nha. Dạ. Ăn lưới lên trên thương à. Thấy cưng vậy. Bà con này thân thiện quá ha. Ồ bán sâu bơi nữa. Xích lô quá nè. Không có bán nha. Xích lô không có bán nha. Phía trước này là ngã tư giáp cái đường Gò Công. Ở đó coi. Giờ nó Gò Công luôn hả? Chợ này chủ yếu người ta bán đồ hóa chất không ha, không biết chỗ nào bán rau củ quả không ha. Không biết nữa. Đây bà con đóng cửa không hơi nhiều. Ở đây bán dây
vô là dưa luộc. Lưới rồi ha. Dưa luộc là dưa gì xả? Dưa luộc á. Dưa giống như dưa hầm vậy đó. Để họ chỉ ra. Ô được trong cái miếng nè. Di tích lịch sử á. Cái là di tích lịch sử đình Nghĩa Thuận á. Di tích luôn ha. Sáng khá là đông bà con đến đây á. Ta gỡ xe ta làm cái gì vậy? Vừa hấp nha. Quay lại quá. Quay lại ha. Ngoài đây còn cái gì không? Đi thẳng ở đâu? Đi là ra bến. Xe em không? Nó xịt cho lớn không? Để coi đi xem. Chung là nước là cái cũng không rành lắm. Trời ơi, cái này lớn gì nè. Lúc thì play. Thôi, không chồng đi, chồng chồng luôn đi. Thôi. Ở đây có bán loại tương, rồi theo chai, chè bát lửa nữa đó. Giỏi đồ quá trời. Chở bông nữa anh, chở lông gà nữa nè anh. Lâu lắm mới thấy anh chở này nè. Thôi chở lông gà lông vịt nè. Đó, còn nhiễm quá ha. Nhìn giống như là thú vòng bông vậy chứ. Ờ đúng rồi. Đây chả hẳn là đụng bánh xe biết chở lớn nè. Chấp bạn Hưng.
đi lúc tầm khoảng 11, 12 giờ. Tại sao vậy? Thì đó tầm nó mở cửa nhiều. Coi chừng ta đóng luôn đó ông ạ. Đường
từ đây mình có thể thấy được thượng kiều và lây gia ngày xưa đó kìa. Bên hông của chợ sinh viên nè.
kết thúc video ha. Được rồi, đến đây gia đình nhỏ tôi xin phép được tạm dừng clip. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi hết clip. Mình xin chúc quý cô chú anh chị học nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Xin mến chào và hẹn gặp lại clip thứ nhất. Bye bye.